ở nhà đẹp này xong ông có định lấy vợ không đấy? Mình á? Ờ? Không. Không đâu nhá. Còn nuôi con nhá. Cha mình trông cháu còn không bị nắng mưa, mình lấy cái vợ nó thì mẹ nó bắt cho mình đi làm nó thì mình chả khổ. À, biết mình làm thì rồi ông mà ông lại lao đòi lao động trong môi trường độc hại nữa là không được đâu ấy. Đấy, mình lấy vợ nó có bắt cho mình đi làm nó không được, mình sẽ bắt cho mình đi làm thế mình trông cháu nó chả đỡ hơn. Đúng rồi, rồi ông biết nghĩ thế là tốt đấy. Cãi nhau xong là sau này nó bảo là cái này tôi chưa đủ tuổi, nó lấy về này kiện ra là con mình còn bị đi tù ấy. Đúng rồi. Nhà ông nô này là xong cái là cứ phải phạt cho để cho nó biết. Phải ra làm gương. Lần sau cấm chỉ. Vâng. Nhá. Vâng. Tôi nói ông biết là các ông không đừng có viện cớ vào nhau, không hút thuốc đâu, tôi bảo ông bỏ thuốc ra. Đừng có viện cớ vào là cứ nói là bảo là nó chữa rồi là phải lấy. Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại đường Du Già. Hiện giờ ăn sáng xong thì Thắng có di chuyển sang bên Du Già và đi sang Minh Sơn. Một ngôi nhà mà các bác chắc chắn đã chờ rất là lâu rồi, đặc biệt là chú Nguyễn Kim Quang và cô Tâm Như, những người đã giúp tiền và những người đã giúp tiền cho nhà anh Nô thầy thuốc để làm cái ngôi nhà cho anh ấy. Và hôm nay thì Thắng mới có dịp thời gian để quay trở lại. Nhà anh Nô thì bây giờ đã cất lên hơi cao rồi. Có em Bền thì em chia sẻ một chút hình ảnh. Và Thắng có mua téc nước cho em ấy. Anh Nô Bền đã trở lên rồi. Và hôm nay thì Thắng sẽ quay trở lại đó và mang theo những cái phần quà mà của các cô bác cũng đã gửi cho anh ấy đến nhà của Thắng. Và hôm nay Thắng mới mang vào được có 2 thùng quà. Và cảm ơn tất cả những cái anh chị cô bác đã gửi tiền, mà cái số tiền là Thắng bắn trên màn hình đã giúp cho nhà 8 người và giúp con đường. Thắng cảm ơn rất nhiều các bác đã tin tưởng ủng hộ Tất Thắng cũng như bà con nhân dân ở tỉnh Hà Giang. Đây là một cái tuyến đường mà Thắng đi sang Minh Sơn. Có một cái con đèo mà để nối giữa Du Già và Minh Sơn. Ngay dưới bản đây là bản kẹp B, đấy, dưới nữa là kẹp A mà Thắng đã giúp rất nhiều ngôi nhà ở cái khu vực đó. Đây là tuyến đường mà Thắng di chuyển sang qua cái khu vực Du Già và Minh Sơn nhé. Đấy, và Thắng sẽ triển khai luôn lên để cho các bác biết được nhà anh Nô đang như nào. Đấy, đây có một cái điểm dừng chân và có một cái cua, có một cái vách đá lớn lắm. Đấy, Thắng đứng như cột nhà này, đấy, rất là đẹp. Và cái cua rất là đặc biệt. Ở bên này thì có một cái trạm kiểm lâm, họ đấy là cái khu vực này là họ ấy trông coi về những cái cánh rừng ở cái khu vực này, kiểm lâm đó. Và điểm dừng chân khu này là của có một cái điểm dừng chân cũng rất là đẹp trên cái con đèo này. Khu vực này là đa phần là những cái rừng già nối giữa Du Già và Minh Sơn nhé. Thôi Thắng sẽ di chuyển sang nhà bác Nô để cho các bác xem được nhà bác Nô như thế nào rồi. Cua được vào luôn không? Hay lùi vào à? Tiến vào được. Nô được hạ sơn xuống đường đẹp. Ngay đây rồi này. Đây. Đây đường chở vật liệu vào nhà anh Nô. Nhà ông hạ sơn kia nữa thì ở chỗ nào? Chắc trò xuống dưới này. Trong dưới nữa thì. Ôi dồi, xong rồi, xong cái nơi rồi. Này mai lợp à? Mai ngày kia lợp thôi. Đẹp quá nhỉ? Rộng thế, 3 phòng có khác nhỉ? Ôi dồi, tháo hồ mỡ. Trong giữa nhà cũ về làm nhà bếp nữa. Anh ơi! Nhỏ chết chị nhỏ. Đâu hết rồi? Thợ đâu rồi? Thợ thuyền nghỉ ra. Hay muộn quá rồi nghỉ rồi. Đây các bác nhà anh Nô rồi. Bài hết à?
Ba phòng à? Vâng, ba phòng. Con trai của anh đâu? Trai nó hôm nay nó ta làm man tuổi chưa hết. Cho nhà ai? Nhà thầu ấy. Ờ. À. Sáng này mới xong việc. Bạt gió ở đây bay cơ à? Ờ, mình làm lán đây nữa, gió bay. Ờ. Chào nhá. À, ờ, xin chào. Merci beaucoup. Mai em đi làm ma khô. Ma khô đâu? Ma khô bảo chạp. Đây là, xin chào. Đây là hai buồng, một buồng bên này đúng không? Một buồng bên này nữa đúng không? Vâng. Cửa sổ đây nữa đúng không? Khả năng bên này, bỏ cửa sổ ấy đi. Nhà không có ba cửa sổ đâu. Nhìn đằng trước này vào nhìn điêu quá. Vâng. Này, bỏ cửa sổ đi. Cái nhà bà gì đấy hôm trước bị nói đấy. Đằng trước này hai cửa sổ, cửa này đây, cửa này sáng rồi, ô thoáng ấy, thoải mái rồi. Bảo thợ xây vẫn... Không ngủ đi, bỏ một... Không, phòng ngủ phải có, bỏ cái cơ này. Xây cái này lên. Đây một phòng ngủ đây đúng không? Một cửa sổ này. Hả? Sao? Tối à? Không làm tối làm sao được, có gì mà tối. Không tối đâu. Nhà cao như này mà tối. Đây cửa này quá đẹp. Bỏ cái... Không cần bỏ đâu, cái này kệ nó, xây lên trong đập cái làng tô kia ra. À, đập cái kia đi thôi, bỏ dỡ ra thôi. Ừ. Bỏ cái... Sau này anh Nô làm một cái bán mái ra đằng trước này nữa, thì chỗ này tha hồ dụng. À. Có khách như là đám cưới anh Nô lần 2. Ai dạ, móng phát này được ấy nhờ. Vâng. Móng cao ấy anh ạ, ở dưới là 40 phân rồi, xong rồi mới xây cái gạch này lên. Ai dạ, móng... Lần sau anh em nhớ là phải xoáy gạch cho anh nhé. Hai hàng gạch đi song song thì nó, đến lúc xây lên thì nó mới chắc hơn. Đấy. Cái này thứ nhất là vừa không đẹp, thứ hai là nó có móng cao được. Mấy anh em thợ xây này là cái gạch này người ta không quay ngang. À không quay mấy dọc, quay dọc ra. Đây. Quay dọc theo cái chiều xong, móng này. Xong ra. Ừ. Ở bên dưới thì cũng chắc ở bên dưới là có 40 phân rồi. Ừ. Đúng không anh Nô? Bên dưới đào sâu chưa? Có mà. Đào 40 phân nữa rồi phải không? Ui cái này bù đất nhiều đấy, đây này, đang bù cái này. Ờ. Đằng sau cho anh Nô lấy đất đằng sau vào. Ừ. Giờ mà bây giờ nó còn làm cái đấy nên thì cái này bây giờ nhá, hôm nọ bảo làm cái xà bằng gỗ anh Thắng ạ, à, nhưng mà về sau là bây giờ cũng không ai chụp khai thác nữa. Ừ. Cái gỗ nhà cũ nó không đủ cái chiều dài. Ừ. Thì sẽ dùng sắt. Thì hôm qua em tính rồi thì nhà anh đến bây giờ cả cái téc này cả công thợ thứ là hơn 50 triệu. Chưa có máy tôn với sắt này. Tôn. Với sắt thế nên mà cả máy tôn với sắt nữa chắc là vừa đủ cái nhà của anh. Thì cái cửa này là anh khắc lấy gỗ về làm nhá. Ừ. Đấy, cái cửa với cái cửa sổ cái là lấy gỗ về khắc đóng được mà. Ừ. Cái ván không, làm hết, cứ làm đi. Vâng. Cứ làm đi, cả cửa đi, cửa đảm bảo. Vâng. Cửa này, đo cho anh một cửa này, hai cửa sổ này, cửa sổ bên kia, nhà có... Ba cửa sổ. Mới cả một cửa lách kia xuống. Bốn cửa. Làm hết cho ông. Hai cửa sổ, cửa không phải ông đi làm gỗ gì hết. Làm hết luôn gỗ à, cửa luôn. Thế là mới có bây giờ là cái này là đang mà hiện giờ cả vật liệu mà chưa có mái tôn với cả công xây là đang là 50 triệu. 52 triệu. Cả tét nước triệu. Cả tét nước kia rồi. Vâng. 52 triệu với cả mái tôn nữa khoảng bao tiền? Mái tôn nhà này nó tầm khoảng 10, nếu mà như này thì tầm 17-18 triệu, với công tầm 2 triệu nữa, 20 triệu. Rồi ok, thế thì tại vì chú Nguyễn Kim Quang chú bảo cho anh là giúp cho đầy đủ thì là cố gắng cho nó hết, mới cả cho anh thêm một cái nhà vệ sinh nữa. Thế thì vậy cho ông có đi vệ sinh, còn cái bếp thì là ông chuyển cái nhà cũ rồi. Còn con bò sẽ có tiền con bò riêng, nói chuyện sau tính con thường. Bò thì bảo anh ấy hôm nọ em bảo rồi khác đi tìm. Ừ. Vì là em bền với anh Thắng cũng không, anh Thắng cũng không đi tìm cho anh tìm. Ừ. Về lại không bảo không, này con này tôi không thích đâu, không màu đúng đâu, rồi cái thứ bò là... thì gia đình tự đi chọn giống như mọi nhà đấy. Ừ. Không đến lúc là bò nó về là vừa lại anh bảo ô con bò này tôi không thích đâu, màu này tôi không thích, không nuôi đâu thì nó khó. Ừ. Hoặc là nó bị sao thì lại bảo là em đi chọn cho anh con bò. Ừ. Xấu con bò không đẹp cái thứ anh. Ừ. Thích con nào anh bảo. Mấy cả bây giờ ông Nô mấy cả ai nhỉ ra bê hộ cái quà vào. Ừ. bê cái quà kia. Ừ. Ông này hàng xóm đây đúng không? Có thia mình gì quả không nổ. Ừ. Sau là xem hôm nào bảo mò nhờ người về làm chuồng bò ở đây anh Thắng ạ. À. Đâu chuồng bò là chỗ hết rồi. Chỗ cái Momo này à? Chuồng bò san cái này làm chuồng bò đây. Vì à. Kia lại tà ly, cao quá nó không làm được. Thì đây bên cạnh này gì, bên chỗ bếp này gì? Bếp đây, bếp khu này. Bếp ở đây rồi. Nhà vệ sinh đằng kia. Ừ, nhà vệ sinh nhá bây giờ. Thì chuồng bò phải xuống dưới này. Đừng có chỗ này. Xong cái chỗ làm nhà vệ sinh. Đấy.
bên xuống bò nó phải ra chỗ nào này, cửa vệ sinh cái đây này anh bảo này, đây bếp ra đây này, bếp đặt đây này, bảo ông san nền này. Đây thì chuồng bò ra chỗ này, ừ. Vệ sinh đây, xây cho một cái nhà vệ sinh đây nữa, ừ. Đấy một cái nhà vệ sinh, nhà tắm đấy cho ông ấy đầy đủ hết nhá, không đến lúc à, mang hết đấy, ừ. Cả hai hộp đấy. Còn nếu túi thịt các thứ thì xem đội thợ đây xong rồi nấu cơm ăn cơm đây mới đội thợ. Ừ. Thợ có ăn cơm đây không? Có. À, thế thì mình nấu cơm đây ăn cơm với thợ. Bê vào trong nhà này luôn nhá. Mang về đây anh nội. À, đang có đám mà, thôn có đám mà. Đi à, anh em thợ xong đi, hôm nay. Hôm nay là xong rồi đấy ạ. Vâng vâng vâng. À. Bọn này bây giờ nó đi ăn bữa cơm thôi. Ăn bữa cơm xong rồi thôi đấy. Vâng vâng vâng. À. Đây mà một buồng này. Buồng này thì sẽ cho không phải anh Nô, buồng này là cho cái thằng con cả của ông ấy, có vợ con ấy ở buồng này. Con hai, con thứ hai cũng lấy vợ rồi. Vừa lấy bao giờ? Lấy rồi. Vừa lấy hôm nọ về ở cái góc nhà bé. thằng mà hôm mà biết nói nhanh đấy á. Vâng. Lấy rồi. Ôi giời. Cái nó học lớp 9 này. Thì thằng con cả cái nữa không chưa không đi học. Thế thì là 9 người rồi à bây giờ ơi? 9 người, cái đứa con dâu thấy con chửa. Chết thôi, thế này thì hai phòng là hai con dâu hai ở bên cạnh ông bố ở bên này thôi. Còn các em mai kê giường cho ở tầm góc bên này, góc ngoài này. Mấy cả đây một giường nữa này. Vâng, đây một giường. Thế thì thôi khả năng phải để cái cửa này không? Vâng. Để cửa đây tại vì nó cứ để nó như thế thêm người rồi, để giường đây. Vâng. Thì nó mở cửa ra cho thoáng. Cửa sổ cho thoáng. À thì thôi. Thế đây là để đấy cho không các bác là nhìn lại bảo là có hôm trước cái làm lại mặt tiền là ba cửa sổ. Đấy, nhìn nó điêu. Đấy. Thì tôi dành đây là cứ để đây một cái cửa sổ nhá. Đây là sẽ sau này ở đây chỗ này có để một cái giường đây cho bọn trẻ con nó ngủ này. Ông Nô ngủ ở đây này. Ông Nô một đứa con nhỏ ngủ đây rồi. Hai con dâu là ngủ hai bên này. Thế là anh Nô, con một thằng con trai vừa lấy vợ rồi à? Thằng trai hai á? Ờ. Thứ hai. Ờ. Lấy lâu chưa? Lấy Tết máy ăn Tết kia lấy mà. Ăn Tết đâu, hôm nọ vừa lên đây làm gì đã đó. Có. Vừa về nó không ở nhà. Thế thì hôm đấy thì bảo không ở nhà là cái thằng cả chứ, có con chứ. Vừa đón về. Lại vừa đón về. Vừa đón về rồi. Ờ. Chửa ra. Ờ. Úi giời. Bèm nhanh thế. Nó mới có chửa mới về đấy đấy. Chửa rồi mới về. Không chửa không thấy thì về. Anh Hương ra đấy rồi à? Ờ. Đâu mang cái quà chỗ này dâm bóc bê đây. Bê đây. Để đọc đây, xem là của ai. Khênh cái ván này đặt đây. Xem quà đây là của các cô bác gửi cho anh Nô. Nhưng mà hôm đấy là Thắng chưa vào được. Đây thì chuyển lại cho gia đình. Trên này gió to lắm anh Thắng ạ. À. Bà biết anh em bay hết đợt này làm cũng không ra. Ôi dù, hôm qua với sân này gió to lắm. À, gió to lắm nhỉ. Vâng. Trên này. Tức là mai là làm xong là anh Nô phải lấy cái cây này này. Về rằng bên trên hết không là bay đấy. Tốt ra à. Nào. Ừ. Đây từ từ xem tên cái này là của cô nào gửi. Phải như là cô có gửi cả tiền trong này nữa. Đang nhìn tốt bây giờ. Đây. Anh Thắng thầy thuốc Nô đây nhá. Châm, cô Châm ở Nghĩa Lộ Yên Bái. Đấy. Rồi, bên thùng kia nữa của cô nào. Cô đấy là cô Đào ở Phủ Lý Hà Nam. Đấy. Cô Đào này hình như là trong một cái gì đó có tiền, bóc ra. Bóc cái này ra. Ừ, để từ từ lấy con dao. Cái này à, thế thằng thứ hai đâu? Bây giờ cứ đi gọi nó về đi. Vẫn đang trên đám mà. Nó đang ăn cơ nhà thầu. Đám mà. Ờ. Mà khô à? Mà tươi. Mà tươi không ạ? Mà khô. Tươi khô lẫn lộn à? Đây là của cô Đào nhá, ở Phủ Lý. Úi. Ồ. Ô biệt thự. À, đây là chặn chăn à? Cái gì đó? Lido à? Lido. Ừ. Là nồi niêu xông chảo. Đấy, đây là bê nồi niêu xông chảo. À, nồi. Ừ. Đấy. Nồi chảo này, Nô, anh Nô này. Đấy,
Để để. Bánh kẹo này. Bánh kẹo bóc cho bọn này nó tha thế này cho luôn bóc cho. À, đây là quần áo à? Ờ à, quần áo, đừng đừng, đừng lôi quần áo ra. Đây để xem có một cái áo nào đó có cái tiền đấy. Không cô không ghi giấy vào cho nó dễ nhỉ. Đây. Em thử kiểm tra cái túi áo này. Muối rồi là có không? Giấy tờ gì cô ghi không? Cô ghi kiểm tra đấy. Nó có tiền không? À từ từ. Bên lấy số điện thoại điện cho cô. Ở đây có số điện thoại. Đây đây. Đây đây, đọc đọc ghi số điện điện. 0376 hỏi cô xem là có cái túi nào có tiền ấy, hình như nhớ không nhầm rồi như vậy. Giản gì này đúng không? Tiền tiền này cho anh Nô à? Hỏi thế hỏi ra. Tiền cho anh Nô hay cho ai hả cô? À, vâng. Nhà Nô ạ. Ừ. Phải không? Tiền kiểm tra. Vâng. Bao tiền, cảm ơn bao cô tiền. Ạ. Vâng, thay mặt anh Nô cảm ơn cô. Cô nghe máy rồi gì? Đây. Cô Đào đây là nói là có tiền ở trong này. Cô có cho 1 triệu cho anh Nô. À, ở đây. 1 triệu còn nguyên. Đây, anh Nô. Đây là của cô Đào. Là gửi cho ở Hà Nam. Gửi cho thầy thuốc Nô. So xanh nhá. So xanh nha, cô Đào ấy. À, không phải của anh Thắng đâu nhá, anh Thắng chuyển hộ đến rồi. Ừ. Lại cứ anh Thắng. Cô à, chị dâu thôi. Ờ chị dâu đâu mà chị dâu cô Đào. Cô Đào. Ờ chị dâu thì mà chị dâu ông này. Được rồi. À đây thôi, cái này thì bánh kẹo bóc cho này hai thằng. Cái này để cho cháu ông, còn là bóc cho các cháu này mới vào quần áo hết nhá. Ừ, thôi cái này cất vào. Cái cháu mình cơ mà. So xanh. Chào ơi. So xanh này. Thó dạ. Thó. Phải đi học nhá. Có đi học không? Phải đi học mới biết chữ ấy. Bác Hà. Cảnh này. Đây là cháu ông mua không? Không phải. Đây lại cho đây. Đấy anh ông Nô cất đi. Đây xem cái này của cô ấy này. Quần áo này. Cô Trâm. Cô Trâm ở Nghĩa Lộ này. Bóc qua. Ủa đây nguyên quần áo rồi. Đây cô Trâm là nguyên quần áo nhá. Cô Trâm là quần áo nhá. Ừ, đây nhá. Quần áo này anh Nô ơi, cái này quần áo mọi cho gia đình, cho con cái, cho ai mặc vừa thì mặc nhá. Ờ. Đấy, nhà không mặc không hết thì chuyển cho hàng xóm, anh em, họ hàng nhá. Vâng. Ừ, rồi. Hôm nào anh Thắng lên là mặc quần áo xem tìm bộ nào đẹp là mặc mới vào. Đấy, mi nhỏ ăn bánh đi, ăn kẹo đi. Của thầy thuốc Nô. Lấy túi thịt bò xuống. Ừ. 3 cân cơ mà. Mấy hôm nay mấy thợ làm? 2 thợ à? 2 thợ. Mấy thằng nữa kia đâu? Hôm nay anh em là nghỉ đám ma. À đám ma nào. Con ông Nô cũng đi đám ma. Anh em đồng bào là người Mông là đám ma quan trọng lắm. Đám ma là to nhất. Con nghỉ học. Ừ, người Mông. Đám ma còn cho cả học sinh nghỉ học nữa để đi ăn thịt. Này mới vào đội thợ à? Bên. À, đấy bạn sáu ngó đồng bọn bạn phe cũng lên chia sẻ nhà bạn này. Nhà mà đợt trước mà Tết mình vào cắm cờ đấy đúng không? Đúng rồi. À. Làm mấy rồi? Sáu ngón à? Sáu ngón đây này. Ờ. À. Găng tay dạ? Có một ngón gì? À, găng tay lại phải đục riêng cái này à? Ừ, này được đấy nhở? Nhà em này chuẩn bị để con thứ ba nhà ông siêu vẹo. Thế à? Chuẩn bị để con thứ ba nhà lại siêu vẹo. Vâng, chuẩn bị để con ra ở đâu. Ừ. Hôm nào với bạn xe lên tận nhà. Con tuyên truyền cho này nó kế hoạch hóa đi. Công đội thợ bây giờ là chỉ có đến con thứ ba, nếu mà để nữa là... Cho ra khỏi đội. Ừ. Tuyển người mới. Ừ. Yeah. Từ giờ trở đi ai mà để là mày là chat các thứ rồi nha. Ngày 20 là Thắng sẽ quay trở lại đây. Là có một cái chương trình nữa. Thì tí nữa Thắng quay cái video sau thì các bác sẽ biết được. Và chú Nguyễn Kim Quang rồi là cô Tâm Như xem video cũng đã biết được cái ngôi nhà của anh Nô như nào rồi. Hôm nay Thắng vào đây ăn cơm ở đây với đội thợ. Và chiều nay có tiếp tục một cái công việc nữa, chia sẻ giúp đỡ bà con ở cái vùng này. Rất mong được những cái bà con có những cái hộ tiếp theo để hạ sơn xuống ở chỗ này. Theo đúng như chú Nguyễn Kim Quang là Thắng đã làm móng rất là cao, đã dặn đội thợ
đợt này xây móng cao, bên kia cao hết. Và phát sinh thêm nữa là sẽ xây thêm một cái nhà vệ sinh nữa và nhà tắm nữa. Chú Nguyễn Kim Quang xem thì có thể nắm được. Thì chú Nguyễn Kim Quang đã chuyển cho Thắng là 35 triệu rồi. Là cộng thêm cái số tiền của cô Tâm Như nữa. Và còn cái số tiền mà của các anh chị mà có chuyển người thì vài, có người thì chuyển vài triệu, có người thì chuyển một vài trăm, có người thì chuyển 1-2 triệu, thì để sẽ cộng vào để mua bò cho nhà anh Nô, một con bò khoảng 12-15 triệu. Còn thừa tiền đó sẽ gom vào cùng với cả chú Nguyễn Kim Quang để làm cái nhà vệ sinh đấy, và để cho nhà anh Nô này làm cái khu vực nhà anh ấy đầy đủ hết. Bếp mai cho anh là trồng cây ăn quả thứ khu vực này. Em sẽ lấy cây ăn quả cho anh về phía đoàn thanh niên sẽ có cái mô hình mà cho cây ăn quả để cải tạo cái vườn tạp xung quanh toàn cây cỏ này. Thôi để ông ấy chuyển ấy đi, xong rồi tí nữa mình ấy sau cho ông đi nấu cơm nấu kiếc ăn. Mấy anh em thợ, hai anh em thợ ông nghỉ, bảo ông ấy ông bế trông cháu kìa. Đây là theo quy hoạch thì Thắng đứng đây giới thiệu qua một chút. Thì là ngày trước của anh Nô ấy, thì là không có đất đai gì, chỉ có ở trên kia có một mảnh nhỏ thôi. Thì được chính quyền địa phương bố trí cho cái mảnh đất này là rộng xuống đến cái chỗ này. Đấy, rất là rộng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hết cỡ đấy, để nhà anh Nô có thể được hạ sơn đúng đây. Và Thắng cũng đã làm việc với cả anh em các mọi người trong chính quyền địa phương đây, là một trong những cái chính quyền rất là nhiệt tình. Mặc dù hôm nay các bạn ấy không có chủ tịch xã hay là không có ấy, nhưng mà vẫn cử đồng chí bí thư đoàn đi theo Thắng vào đây. Thì bố trí thêm cái mảnh đất bên này, và để xung quanh đây là có thể trồng được cây ăn trái cho nhà anh Nô nữa. Thì những cái phần tiếp theo đó thì là bên bạn Bền bạn sẽ lo. Thắng sẽ hướng dẫn cho là làm một cái bếp ở đây là bằng cái khung nhà cũ, và bên kia là có nhà vệ sinh, nhà tắm. Còn chuồng lợn, chuồng trâu sẽ về phía bên này. Đấy. Thì là Thắng giới thiệu qua để chú Nguyễn Kim Quang biết được đấy, là ngôi nhà nó như thế nào. Và bây giờ hiện giờ đã thu nóc và thu hồi, đã đến cái phần công đoạn cuối rồi, là còn lắp cửa và bán mái tôn nữa thôi là xong. Thì hôm nào cộng tiền những thứ như nào đó thì Thắng sẽ công khai cái tài chính, thì để các cô bác anh chị đã gửi tiền giúp nhà anh Nô, và chú Nguyễn Kim Quang sẽ gửi thêm giúp cho nhà anh Nô như nào để nó có được đầy đủ đó. Thì theo Thắng phỏng đoán thì nó chỉ khoảng rơi vào khoảng chú Quang có thể gửi thêm khoảng 20 triệu nữa thôi là xong hết cho nhà anh Nô này. Đây là Thắng phỏng đoán chưa cộng đấy, lúc nào cộng thì Thắng sẽ thông báo lại để rõ. Cái vườn cây ăn trái là đằng trước này là cũng phải cho trồng cây này. Còn chuồng trâu mà bảo cha ra cho anh đứng này là không được đâu, sang hẳn bên này. Mày cái này là phải theo dõi gia đình sát sao đấy. Sao chưa thái đâu, làm gì có thái, thịt bò chưa thái đâu, thịt bò vẫn cứ tắt tùm lum hết ra đấy. Có dao không? Thế mấy anh em ở đây nấu ăn kiểu gì? Chỉ ăn rau à, không ăn thịt bao giờ à? Ôi dồi, thợ khổ thế. Toàn cá mắm với cả ấy à. Anh em thợ cũng toàn hoàn cảnh khó khăn thôi, còn anh em được cái lòng cao đẹp. Thợ là cũng toàn là anh em khó khăn, nên ra là hỏi là có dao đây để thái thịt không là bảo là trả lời rất là đơn giản là không có dao, tại vì là anh em đây chẳng ăn thịt bao giờ, vì ăn cá mắm và ăn rau thôi, không động đến dao. Thế Bền phải đi chạy xuống cái nhà dưới này mượn con dao. Bò 3 cân nhưng còn đâu không ăn hết thì để lại cho thợ với cả nhà ông Nô tối ông ăn. Đây con dâu đây à, hay là con gái đây? Hả? Đây là con gái anh Nô à? Con đứa này đi học chưa? Đứa này con cô.
Con của ai? Anh trai, con của anh trai. À, Po à? Thế còn đây? Thế đây còn đứa nữa? Anh em kiểu gì? Cái đứa này là cũng còn con dâu của Po à? Đứa này? Ừ. Con dâu. À, đây gì? Con dâu thứ hai đây. Đây á? Ừ. Mình chữ rồi con nó hiểu nhau nó à đây con dâu à? Đây con dâu ấy. Nó chủ nhau về không? Thì đến đây chỗ này đấy. Bảo nó ăn xong rồi cái túi bóng túi viết kia là cất gọn vào vứt tung tóe ra. Ừ. Nhà nó ở đâu? Hỏi đó. Nhà ở bên giáp chung về à? Bên giáp chung à? Hả? Chung về. Mi sai. Hoa tao chung. Cầu trâu à? 16 tuổi à? Còn tàu hôn. Anh biết không? Bây giờ nha, luật mới về hôn nhân gia đình là tuổi như thế này là đúng ra là anh bị phạt đấy, anh biết không? Nhà nhưng mà con... nó chịu hôn nhân xong rồi mới giữ. Bây giờ ấy là giữ thì bây giờ mai để con ra mình không có khai sinh, không có họ bố nhá. Đây. Lúc đầu là không có họ bố. Nếu mà không đi làm khai sinh con bị ốm đau thì lấy đâu ra thuốc mà ấy. Đấy, con gái phải đủ 18 tuổi. Con trai phải đủ 20 tuổi mới lấy vợ lấy chồng được. Mình đây toàn lấy sớm hơn 2 tuổi này thì vất vả cho con, cho cháu mình ấy. Đúng rồi. Đẻ ra nó cũng cái sự phát triển nó cũng không tốt được. Đấy, nói các anh mệt lắm. Cứ bảo nó không thích, ai chẳng thích. Mà nó hợp nhau thì mình sao mà người già mình biết giữ được. Mình giữ thì cũng được. Mình phải bảo con chứ. Bảo con là nó chửi. Bảo con chưa đồng ý cho lấy, mày lấy về tao không cho ở. Thế sao? Cho ở mà nó chửi là thế nào? Nó chửi nó đi xe cổ à, thế mình chạy à. Đấy nhá, đây chẳng qua là nó không hiểu, nếu mà đúng nhá, cãi nhau xong là sau này nó bảo là cái này tôi chưa đủ tuổi, nó lấy về này kiện ra là con mình còn bị đi tù ấy. Đúng rồi. Nhà ông nô này là xong cái là cứ phải phạt cho để cho nó biết. Đúng rồi. Phải ra làm gương. Phạt lần sau cấm chỉ. Vâng. Nhá. Tôi nói ông biết là các ông không đừng có viện cớ vào nhau, không hút thuốc đã, tôi bảo ông bỏ thuốc ra. Đừng có viện cớ vào là cứ nói là bảo là nó chữa rồi là phải lấy. Mấy ông đừng có lý cùn với tôi. Tôi sẽ bảo phạt nhà ông đầu tiên để cho cả cái thôn này biết. Bây giờ lấy vợ đi. Các ông cứ thích là bảo là chữa rồi à? Hả? À? Thế ai cũng như thế thì chính quyền làm thế nào? Đây là lo tất cả cho người dân. Đây là đảm bảo sức khỏe cho người dân, ông hiểu không? Các ông phải hiểu như vậy. Nó đã đến tuổi đi lấy vợ lấy chồng chứ. Bây giờ nó bé là nó đẻ con nó còi cọc, nó suy dinh dưỡng rồi là nhà đang thiếu ăn đang đói như này. Các ông là cái thằng mà làm chửa đâu, đáng nhẽ hôm nay tí nó đang đi ám ma là tôi không gặp đây, gặp đây xem nào. Các ông cứ đùa. Nhà ông nó sẽ phải phạt để cho mọi người biết. Kia nó mới có 16 tuổi thôi, cho chửa ra thì phải làm nào bây giờ, các ông cứ nói bảo là ấy. Phạt đầu tiên. Chứ không phải đùa đâu. Cứ nhè nhè nhởn nhởn là các ông cứ thành ra là cưỡi hết lên đầu ra. Là cái này phải để cho cả thôn biết. Chứ không phải ấy đâu. Nên là để cho các hộ khác còn biết, không mai ngày kia nên là ông nào cũng thế thì ai nghe. Hỏng hết một thế hệ. Chị Pâu hài đúng không? Không đi học đúng không? Hỏi em hỏi hộ nào, rồi đây học lớp mấy không? Có cả ta chị chào. Có cả ta chị chào ta. Đấy, học cái lớp 4 là lo, không có người, nhà hỏi nó có mấy anh em, mấy anh em. Cái này là tổ hôn đấy.
À, mới từ lúc còn. Nó à, mỗi ông dòng con đấy. Nhất trí đủ. Nhất trí đủ. Đội đa phần kiểu toàn kiểu lách luật đúng không? Về không tổ chức xong cứ về ở với nhau đến 18 tuổi mới lôi nhau ra đúng không? Đấy. Bây giờ cũng phải có cả phương án nữa là ở trong thôn nữa là các ông phải soi liên tục cho trưởng thôn trưởng nghĩa ấy, phải soi cái này phải có hết tính răn đe bọn này nó mới được chứ còn không này là đây là mình làm tốt cho người dân tuyên truyền cho người dân để người dân biết mà thực hiện chứ không phải là vào đây cứ ông nào cũng bảo chửa rồi cưới đúng không? Thế thì thành bằng nhau hết à? Thế thành là không ai làm gì được ai à? Đấy nói phạt phát là ông kia chạy đi đâu rồi cái ông vừa ngay bế với cháu ấy, lảnh đi luôn. Kia là con cả con gái của ông đúng không? Có một đứa hôm trước vào đúng không? Cả. Con của anh cả của ông gì? Phải không? Thế không phải có không có đứa nào con gái của mình đâu à? Đi học hết rồi à? Có đứa nào đi học? Đi học hết. Hôm nọ lên cho tiền thế là bảo đi học hết mà không đứa nào bỏ đâu nhá. Ờ, nó bỏ đến bây giờ nó xuống học rồi đấy. Ừ. Bỏ tôi. Nó có cả đàn ta. Dân đó. Một khi mà mình thiết thôi. Thế đứa này bây giờ nó về đây lâu chưa? Nó chạy nhé, cái xin nhỏ cái xin lộ. Hả? Nó chết là lò là do... Nó chết là lò. Được mấy ngày rồi? Tháng. Mấy tháng á? Chờ lúc gì à? Gì? Bảo làm nhà nó được tháng đâu. Nó chung... chết lò là mà. Nó chết là lì được cái nó chết. Hôm rằm trung thu còn vào đây trao quà mà. Nó chết lò. À. Thế thì được 9 tháng rồi. Về đây 9 tháng rồi á? 9 tháng mà sao mình quay không thấy gặp lần nào nhỉ? Nó đi đi về nhà mẹ nó à? Ờ đi nhà mẹ. Thế sao không thấy gia đình nói gì, chỉ thấy nói mỗi là đứa con dâu cả đi về nhà mẹ thôi. Không nó đi cùng nó trồng đi nhủ cái lúa nương cái lên đi nhủ của lúa. Thế hỏi cái thằng thứ hai mà thằng biết nói chuyện nhanh nhẹn đấy gì, phải thằng đấy không? Ờ. Là vợ thằng ấy gì? Không. Là vợ thằng biết nó chỉ cái con dâu đấy, con dâu cả con đấy thì không thèm nói chuyện tính thì không có gì. Ừ. Còn đây là con dâu thứ hai. Còn đây con dâu thứ hai. Ờ. Thế đây nhá, hai đứa bố trí hai phòng này nhá. Đây. May là cô Tâm Như xong rồi chú Nguyễn Kim Quang bảo là phải cố gắng xây ba phòng. Vâng. Làm ba phòng cho nhà anh nhá. Vâng. Thế còn đây vẫn để đây thêm một cái giường nữa. Tổng nhà anh sẽ phải 1 2 3 4 giường. Đấy, thì mới nằm hết người được. Hai đứa con đi học. Ba đứa con đi học. À. Ba đứa thì hai đứa lớn nằm đây, đứa nhỏ nằm đây mới cả ông ấy. Đến... À. Còn đâu là đây hai phòng hai cô dâu. Đấy. Ba đứa thì cùng làm xong nhà là gọi em gọi ấy người lên làm nhà anh trước đầu tiên vì nhà anh được hưởng nhà nhưng mà lại không thực hiện tốt cái chính sách dân số. Ừ. Bây giờ như thế là vi phạm. Nếu mà nhà này nha, ví dụ thôi, bây giờ anh em mình nói với nhau là cái đứa này mà nó bảo không lấy nữa, nó về nó kiện phát là con mình đi tù đấy vì đấy. Quan hệ với người chưa đủ tuổi. Đúng rồi. Nếu mà mình cũng mình giữ là nó bảo là thế chứ bây giờ bắt nó ấy, mình giữ bảo là không cho lấy. Nếu mà làm xong rồi. Do mình quyết liệt chứ bố mình phải bảo đấy. Là tao biết tao có chưa lấy, mày chưa đủ tuổi. Nói rõ như thế. Mình nói rõ mà nó bảo là không lấy thì nó chưa cụ là thế nào. Thế thì mình chẳng lấy thì. Bọn này nó cứ bảo là không được cái là nó đi ăn lá ngón luôn ấy. Đấy. Này phải đơn giản đâu. Nên là các bác xem qua video này nhé, kênh của Thắng có rất nhiều người Mông ở đồng bào vùng cao xem thì các bác xem thì các bác biết để chia sẻ cho để tuyên truyền đến bà con là chưa đến đủ tuổi vị thành niên đã cưới xin rồi là quan hệ trước tuổi hôn nhân để xảy ra những cái này để cho biết được.
thợ về sẽ lợp đây. Lợp trước nhỉ, lợp trước. Nhà anh thì bây giờ còn không có điện để ấy đấy. Làm sao bắn tôn á? Bắn tôn à, bắn thì dùng cái máy máy ấy cũng được, cái hàn ấy. Hàn nó không đủ điện, điện nó yếu, trên này yếu lắm. Chắc có khi phải bắn vít kiểu gì thiết kế hàn ở dưới cho trở lên. Cái hàn thì phải bảo thợ. Cái hàn ấy bảo cố gắng là 19. 19 vào là không phải xong mà đang bắn được. Anh Nô xong là bảo con là từ hôm nay là không đi ăn đam ma thứ nữa nhá. Xong về rồi, xong rồi. Về đổ đất vào đây đi nhá. Người ta còn lám nền. Ừ. Nhá. Đổ đây xong là bơm nước vào. Bốn người con về hộ với anh nữa, xong nhờ anh em về hộ làm. Thợ, gọi ông thợ xây bảo ông thợ xây bảo đổ nước vào đây xong là phải tưới nước vào để cho nó sau này nó ông thợ xây này anh bảo này, nhà nó đổ vào đây rồi nhưng mà căng cái dây bảo nó vòi nước ấy, tưới hết vào cho nó sụt hết xuống đi nhá, cho nó chỗ hết xuống đi, không mai kia đổ nền xong là nó bị vỡ mới nứt đấy. Giữa cái nhà kia về để ấy bây giờ đào nền, đào ghiếc đi, đào nền ở ngoài này đổ nền, đất vào đây cắt để xong nó mới biết đầu đào trên kia cắt mới gài trên xong mới đầu không cái bây giờ anh phải lấy đất vào nhiều hết thì mới biết đấy để mới đổ cát vào đây được. Để sau là chuyển cát đi chỗ khác, cát chuyển lên trên kia một tí cũng được mà không chuyển được đấy, để này mất công cắt xong xong chưa anh bảo nhá, bảo anh em thợ xây về đào góc bên kia để làm cái nhà vệ sinh. Ờ đằng sau có đào rộng cái này cơ mà, được rồi. Này thợ xây, đằng sau này không chát thì phải chát lên hết chân này cho anh nhá. Ừ, chát cho họ. Có đủ hết anh. Ờ. Có đủ xi đối chát hết. Ờ thế thì chát hết lên nhá. Chát hết. Ừ. Không. Chát hết nhưng chát những cái này hết cho anh mà. Ờ cho dày vào nhá. Cho đảm bảo. Không đảm bảo không thấm nước. Không. Còn đất ở đây được rồi, nên làm vườn rau ở đây anh ạ. Ừ. Gia đình trồng rau. Đằng sau là gì? Đất thế thì bảo nó đào sâu lên vào tí nữa. Đất của nhà ông được cấp đến kìa, đến chỗ phát kia gì? Vâng. Chỗ qua ô tô kia gì? Bây giờ không qua đấy, bây giờ cứ cho gia đình xúc hết đất vào đủ bao nhiêu đổ vào trong nền đi. Ờ. Xúc đất làm móng cái đi. Đào cho đủ móng cái. Rồi. Đằng sau này mai rào một phát kéo cái đây ra kia là không cho gà vào là thoa hồ. Làm trồng rau ở đây. Vườn rau ở đây nhá. Thế thì đây này, không cần để bên này nữa, đào đất bên này trước đi. Đào sâu vào, đào lấy đất vào đi. Ừ. Để cho anh em lắng nền xong mới nhớ là kiểu gì kiểu cũng phải đổ nước vào nhá. Vâng. Nhớ chưa? Ừ. Nó mới lún được. Thế không đến lúc là ấy. Anh quá cao phải mãi bây giờ nước nôi các thứ là ở ngoài không vào được rồi. Bảo nô là đổ. Đây là trong này cái này là nền này được rồi này. À đổ được 3 buồng rồi đúng không? Chỗ này nữa mà chắc là còn mỗi gian khách này thôi đúng không? Một buồng nữa là xong đây cái này rồi. Ừ. Mùa không đâu giờ thâu lỗ nữa, thâu lỗ nhưng mà con cao có sự luật chùa có cho ăn làm đỏ thế quả chanh. Làm nhanh để anh em còn đi làm cái nhà khác, không phải là đợi anh suốt được đâu. Vâng. Anh em còn làm trong nhà vệ sinh còn đi làm chỗ khác đấy. Còn nhà vệ sinh nữa. Vệ sinh chắc làm một ngày là xong rồi. Sao một ngày trong nhà vệ sinh nhà tắm được, mày con mà thần. Bây giờ lấy cái sắt hôm đó anh mua về lên còn cái 20 cân kia cắt ra đổ nắp. Nên bố mua lo trả tiết tiền. Nhớ đó rồi. Thế con Ờ, cô chưa mua nào? Chưa mua sư hồ. Con dâu cả của ông ấy đâu? Còn một đứa con dâu cả đi đâu? Hả? Này, em hỏi hộ. Con dâu cả đi đâu? Cũng đi đám ma hết à? Sao mấy đứa con có hai thằng con trai cũng đi hết đấy á? Nó đi bày cơm cho nhà đấy anh em như nào? Hay là hả? Hỏi nhà anh em như nào? Xanh gì anh em? À anh em thì đúng rồi, đám ma thì đúng rồi. À đúng rồi. Được. Anh tưởng hàng xóm rồi mà đi hết thế. Hàng xóm thì cũng nên như vậy. Xóm nhất định thì sau này mình chết họ lại mới đến đúng không? Đây là đổi công nhau. Nó nợ đồng lần. Thế hỏi nhà đẹp này sao ông có định lấy vợ ông đây? Mình nhá. Ờ? Không. Không đâu nhá. Còn nuôi con nhá. Cha mình trông cháu có không bị nắng mưa mình lấy cái vợ nó thì mẹ nó bắt cho mình đi làm nó thì mình trả khổ. À, biết mình làm gì. Rồi ông mà ông lại đòi lao động trong môi trường độc hại nhất là không được đâu ấy. Suốt ngày trông cháu có cháu rồi mình mà sợ
tiếp xong nó có hai cháu bé đó đi. Thế là có bà nào ấy chưa? Có đã bà nào về đây hỏi chưa? Thấy nhà đẹp hỏi chưa? Không. Có không ấy? Không có được bà. Ừ. Thế có đang yêu bà nào không? Yêu không. Thầm không? Yêu là gì mà yêu, mình rồi xuống nhà trông cháu còn đỡ thôi. Ừ. Lúc mình mệt thì mình ngủ, lúc mình khỏe thì mình đi lấy thuốc à? Lấy thuốc mới trông cháu thuốc, à? Lấy thuốc giúp cho hỏi trông cháu mới lấy giúp cô đi cắt cỏ bò này, nâng tinh lấy củi nâng tinh nó trả đơn nhà. Đấy mình lấy vợ nó có bắt cho mình đi làm nó cũng được, mình sẽ bắt cho mình đi làm, thế mình trông cháu nó trả đơn. Đúng rồi, rồi ông biết nghĩ thế là tốt đấy. Không mai kia ông nghe bảo là em Thắng ơi là anh lại làm thêm cô vợ nữa mời vào cưới. Ôi, chết đấy. Không bao giờ. Ừ. Nhớ ấy nhá. Vâng. Chỉ trông cháu thôi nhá. Vâng, trông cháu thôi mà. Trông cháu là tốt rồi. Mai nó có ba đứa cháu đó thì mình có khỏe tí mà yếu thì có lúc. Không sợ ông lấy thuốc thận ông khỏe. Đấy. Khỏe không? Khỏe không? Có mà. Vẫn khỏe gì? Có hôm nọ đứa cái bị kia mình lấy thuốc bỏ cho nó mà ông hai ông nó đỡ. Đỡ luôn chưa? Đỡ mà. Đỡ cô nó có cảm ơn cái gì không? Không. Không cho tiền à? Con mình sao mà cho tiền? À con mình rồi. Tưởng là của họ cơ. Hôm qua mình đang về lấy mà, nhưng mà cái do nó thất làm cái gì thì cho bao nhiêu thì lấy bao nhiêu thôi mà. Ừ, đúng nó rồi. Cho 20.000 mai kia thì nó một con gà nó 200. Ừ. Nếu mà cho 10.000 cũng thế, 20.000 một cân thì mình có phải đùa đâu. Ừ, đúng đấy. Rồi. Được, thầy thuốc nô này được. Không được lấy vợ đâu. Ông mà lấy vợ nữa thì khắc bảo. Vào đây lại bảo Thắng ơi nhà anh tròn 10 người rồi là không được đâu. Vâng, vâng. Đây là 9 người rồi đúng không? Vâng. Thêm con dâu kia giờ là 9 rồi đúng không? Vâng, con dâu 19. Đúng không? Ừ. Sợ nhà ông quá. May là còn có phương án 2 ấy. Thêm cái buồng này đấy. Thôi được rồi, cái cửa sổ này không đập đi nữa. Nên sẽ đặt thêm một cái giường chỗ này nữa. Nhớ chưa? Ờ, cái gì thì mình khác gió giường của người nhé mà. Làm đấy... Thế anh là định nằm chỗ nào? Anh á? Ừ. Tối ngủ ở chỗ nào trong nhà này? Chẳng ngủ phòng đấy. Phòng trong này gì? Được rồi, đấy đúng bà chỉ. Bố con. Ừ. Ngủ phòng. Còn kia bên kia hai con dâu. Con dâu. Con dâu ngủ đấy, đúng không? Nó này. Em bảo là con dâu nhà nó 16 hay 17 tuổi. Chính xác. Sinh năm bao nhiêu hỏi nào? Hỏi tiếng Mông nào. Sinh năm 2000 2006 à? 2006 á? 2008 rồi. 2005 hay 2006? 2006 sao? 2005 thì 17 tuổi rồi. Ờ. 16 là 2006. Ờ, ông biết tính đấy nhỉ? Đấy. Ừ. Ông được, ông nô được á. Nhưng mà cứ làm nhà đi, xong thì tôi sẽ làm cái vụ này với ông nhé. Riêng nhà ông tôi phải làm để cho mọi người xem video rồi là đồng bào thôn ở đây phải biết được. Dạ, dạ, dạ. Cái việc văn đe của... Có cái khối nước này. Nước này, có cái khóa kia nó chưa lấy về sao? Cái khóa tét nước á? À, tí nữa bảo bên. Bên đây. Ông Nô bảo là chưa có khóa tét nước nên là tét nước chưa để được. Dạ. Em lấy thêm cái đấy nhá. À, có cái khóa. Hả? Có cái khóa với ấy mà đóng. Ờ. Khóa vào đi. Ừ. Nhá. Mà hôm nào bảo con của anh hôm nay sáng lên đây. Ờ, nhà đi đám ma hết rồi. Bảo thế. Anh em nó căng lều kia nấu cơm. Thế tối đây không có điện ở thợ xây? Có điện lên kia không? À, tí sạc được điện thoại đấy chứ. Được. À, có điện rồi thì. Nhưng mà không hàn được à? Hàn thì chưa biết được không? À. Ừ. Thế xong cái này, xong cái mai cố gắng triển khai xong để còn bắn mái tôn nhé. Mái tôn là người khác đúng không? Mái tôn là của người khác. Ừ. Còn thế thì em triển khai nhà vệ sinh nữa nhé. Nhà vệ sinh xong cái để lại tiếp tục một cái nhà nữa ngay dưới này. Anh đang kêu gọi để hạ sơn nhé. Hạ sơn không ở trên nữa đây.
bọn em càng được đi xây nhiều càng tốt chứ sao, đúng không? Thích công việc không? Thích đi làm được suốt không? Ừ. Công việc ổn định, nhìn đoàn thanh niên cũng tốt chứ, đúng không? Ừ. Năm nay bao tuổi nhỉ? 32. 32 tuổi. Mấy con? 4 con. 4 con. Đang chữa đứa thứ năm à? Không. Hả? Không, không. Đẻ nữa không? Không. Hả? Vòng rồi, không đẻ. Mấy đứa đặt vòng nhá? Tưởng cắt cái hoa đi rồi. Cắt chưa? Anh về. Ờ. À. Anh đi đám ma về à? Vâng. Ờ. À. Xuống dưới kia nấu 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 cơm đi. Vâng. Anh nghe, xuống nấu cơm cho mấy anh em ăn. Thế còn thằng thứ hai đâu? Thứ hai đi làm rồi. Đi làm đâu? Đi làm Hà Giang. Ờ, thế sao bảo nó đi đám ma? Không, em đi được. Thế nên, cái thằng thứ hai là có vợ rồi à? Có mà. Ui ồ. Vừa năm nay lấy. Vừa năm nay lấy, bây giờ lại đi Hà Giang rồi. Vâng, đi làm Hà Giang rồi. Ờ. Con của em đấy à? Vâng. Vợ em đâu? Hả? Vợ em đâu? Vợ em thế này. Bảo về đây nào. Mẹ lắm này mẹ. Đang chữa đứa nữa à? Đang chữa. Hả? Đang chữa đứa nữa rồi à? Ui ôi, chết thôi. Lại đang chữa đứa này rồi. Ê. Sắp đẻ rồi đúng không? Hả? Chưa. Ồ. Mấy tháng rồi? Thợ xây hỏi tiếng Mông hộ anh cái. 6-7 tháng rồi. Trời ơi. Trời ơi, năm nay lại đẻ tiếp rồi. Thế mình mới bảo là không lấy vợ thức hành thì tốt hơn. Ừ. Mình chụp ba cháu nó thì không bị nói mưa phải không? Ờ. Ông Nô. Ông Nô phát này mở nhà trẻ ở đây rồi. Chết rồi. Ông Nô. Thế là chẳng cần phải ông Nô lấy vợ nữa mà thì nhà này đương nhiên là có 10 người, 11 người. Đúng rồi, lấy bánh kẹo cho con ăn, cháu ăn. Đây nhanh. Nó tha. Ừ. Đấy vào nó tha. Đây, vào nó tha đi. Cái này vẫn trẻ con mà, nó tha. Đây, cho con dâu nữa, hết rồi à? Con không con. Cho con dâu nữa. Cho rồi. Ngoan ăn rồi à? Ừ. Con dâu thứ hai à, cho ăn rồi, con không hết chưa? Hết rồi. À, hết rồi. Thế đi đi mượn đồ đi để về nấu cơm. Có rồi. Có chưa? Ừ. Kia này. Quần áo kia nhá. Thằng này, quần áo kia là của cho gia đình nhá. Vâng. À, đi vào đấy xem đồ nào các thứ ra ngoài bê về trên nhà. À thôi để đây. Lúc nào để vào chỗ nào ấy đi, cả nồi son nữa nhá. Vâng. Ừ. Chết rồi, chúng mày. Chết rồi. Ừ. tám người mới hai đứa nữa, đứa hai đứa dâu chửa nữa thì đương nhiên thành 10 người rồi. 8 người giờ trước à, giờ trước là 6 người đúng không nhỉ? Nhà 6 người mới thêm con dâu là ủa chẳng biết được nhà này bao nhiêu người nữa, 10 người hay là 9 người nữa. Wow. Chùi vào cái lán này dí cho nó mát. Thấp quá. Không sao. Thì bò cứ lọc cái nào nạc ấy. Ngoài em nó cắt bừa phứa thôi mà. Thợ chưa nghỉ à? Bảo xuống chuẩn bị nghỉ và ăn cơm thôi. Lúc nào xong cũng có. Nó làm nhiệt tình. Nhà anh Nô còn đi về bắt một con gà nữa nhá. Anh Nô anh này rất là nhiệt tình ạ. Đấy. Cả nhà kéo về hết rồi, đi bắt gà đây. Thế bảo phạt phát mặt tái mét, còn ông hàng xóm kia sợ trốn luôn. Sợ thật. Mày lâu phải có như anh thế, anh dọa thế được. Bọn em nói sâu quá thì lại sợ là đến lúc gặp để làm việc khác rất là khó. Chuyện thì chuyện không thể sâu được, nhiều lúc khó lắm. Ông kia chạy luôn. Lựa nói đang thấy đang ăn kẹo với cả nói cười hớ là nói đến phạt tiền sợ phải làm tới bến ông mới biết được. Các ông do các ông mà ra rồi mà còn bây giờ toàn đặt rồi mà các ông cũng phải tán cũng phải lấy đâu. Ừ.
cái ốc đấy, tôi đi hỏi cho con thôi, kiểu là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bền ngày xưa cũng thế. Không, có lâu. Bao nhiêu cô theo đuổi. Bao nhiêu cô theo đuổi nhưng không làm được, bởi vì cái này là bố mẹ đặt trước rồi. Em mà làm thế thì chết. Thì nói ai. 25, 26 tuổi em mới lấy vợ. Ừ. Chính ra còn sớm, ba mấy tuổi. Vẫn thấy tiếc. Biết đi cùng anh nữa thì em còn lâu mới lấy vợ. Mà đi cùng phe thôi, không lấy vợ được, phải không được. Vũ ướp luôn gia vị vào. Không, gia vị. Nồi nấu xinh xịch mùa này nhà chưa? Ông ấy 7-8 người cơ mà nhà ông nô ấy nấu nhiều cho đùi có đùi vitamin A thì mình bên cho gì vào chưa cho thớt mấy năm rồi mới thái thịt được một lần. Tiền thì không kiếm ra. Đấy. Đấy nào, nồi của cô đào cho đây. Đấy, test luôn nhé. Đấy, làm luôn. Thịt bò tươi giói giói. Nồi của bác Nô đây. Cô đào cô cho đây. Anh em lại nấu luôn. Quá tuyệt vời. Nồi này luộc được, xào được. Gọi điện bảo nô là thôi không bắt gà nữa. Có đồng chí chủ tịch xã, đồng chí lại lên à, đồng chí cầm thức ăn nữa lên này. Đây à, nhà gia đình hết đây rồi à? Còn một thằng không học nữa đâu à? Đi học nhá. Thằng vừa về bảo đi đám ma, chiều nay bảo đi học nhá. Thằng đâu rồi? À, đâu rồi, thằng ấy đâu rồi? Đâu? Ở kia kia áo xanh, về đây. Chú áo. Ok. Ở kia kìa. Tí phải đi học ấy nhá. À. Nó bị sao? Đang cúng á? Nó bị ốm cúng á? Ốm đi viện. Cúng cái gì mà cúng? Đây á, thằng này á. Ốm sao ra đây chú hỏi nào? Bị nào? Ốm nào? Đau đầu á? Đau đầu sao phải cúng? Đâu, nó đi lấy thuốc ăn nó không khỏi. Ăn thuốc chưa? Có mà. Ăn thuốc hôm qua rồi à? Thế thì hai hôm nữa khỏi nhá. Không phải cúng thì có cúng. Cúng mất bao tiền? Cũng chỉ còn giúp nhau nhưng mà còn mất. Cúng hộ à? Cúng hộ được mà. Con mình đây à? Vâng. Chuẩn bị là có con nữa rồi ấy. Đây con gái đây đúng không? Nọ cho tiền đi học đây đúng không? Vâng. Hai đứa đúng không? Vâng. Hai đứa này đi học đúng không? Đứa này học lớp mấy? Lớp 4 cấp 1. Lớp 4 cấp 1 đứa này? Lớp 6 cấp 2. Còn thằng kia là cấp mấy? Lớp 7 sao ấy? Này cảnh sát. Đấy, cháu ấy. Đấy này, Nguyên trông cháu mệt rồi. Đây, một đứa này đang chữa đó, chuẩn bị đẻ. Đứa này nữa. Hai đứa cũng chuẩn bị đẻ rồi. Lại tha hồ mà trông nhá. Ông làm sao ông lấy được vợ nữa? Không bao giờ. Không bao giờ, giữa mùa hè năm chăn à? Mấy anh em thợ làm cả trưa à? Thằng kia chủ nhà làm hộ à? Biết sao không? Mày dạy đi, dạy cho bọn nó làm đi. Dạy xong bảo rồi không bắt gà nữa nhá. Biết rồi, biết gia đình là ấy rồi, không phải bắt gà nữa. Đồng chí chủ tịch xã tí nữa lên bây giờ đây. Đồng chí ông biết là từ xã lên đây 20 cây số, đồng chí mang cả thức ăn lên đây đấy. Xoa xiếc vào đẹp vào cho nhà mình. Đồng chí đoàn thanh niên với cả
đồng chí nữa, mà anh em đang nấu cơm ở dưới này. Xong cái bữa cơm thì Thắng này có tiếp tục cái công việc nữa của cá nhân Thắng và anh Hải kênh Sapa TV. Đấy. Thì, như nào đó thì Thắng sẽ nói vào ở video sau. Và qua đây Thắng gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị, các nhà hảo tâm đã giúp nhà anh Nô có một ngôi nhà và cuộc sống ổn định. Hạ sơn được xuống đây rất là tuyệt vời. Và rất mong được còn rất nhiều những cái hộ nghèo, những hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn Hà Giang sẽ được giúp trong cái thời gian tới, mà khi Thắng chia sẻ được các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, Thắng cảm ơn rất nhiều. Một lời cảm ơn từ đáy lòng đến tất cả mọi người. Thắng kết thúc video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Gọi điện bảo nô là thôi không bắt gà nữa. Có đồng chí chủ tịch xã, đồng chí lại lên, đồng chí cầm thức ăn nữa lên này. Đây à, nhà gia đình hết đây rồi à? Còn một thằng không học nữa đâu à? Đi học nhá. Thằng vừa về bảo đi đám ma, chiều nay bảo đi học nhá. Thằng đâu rồi? Về đây mà. Ờ, đâu rồi thằng ấy đâu rồi? Đâu? Ở kia kia, áo xanh, về đây. Chú Bảo. Đây. Ở kia kia. Tí phải đi học với nhá. À. Nó bị sao? Đang cúng á? Nó bị ốm cúng á? Ốm đi viện. Cúng cái gì mà cúng? Đây á thằng này á? Ốm sao ra đây chú hỏi nào? Bị nào? Ốm nào? Đau đầu á? Đau đầu sao phải cúng? Đó, nó đi lấy thuốc ăn nó không khỏi. Ăn thuốc chưa? Có mà. Ăn thuốc hôm qua rồi à? Thế thì hai hôm nữa khỏi nhá. Không phải cúng, đừng có cúng. Mình... cúng mất bao tiền? Cúng chỉ có giúp nhau nhưng mà còn mất. Cúng hộ à? Cúng hộ được mà. Con mình đây à? Vâng. Chuẩn bị là có con nữa rồi ấy. Đây con gái đây đúng không? Nọ cho tiền đi học đây đúng không? Vâng. Hai đứa đúng không? Vâng. Hai đứa này đi học đúng không? Đứa này học lớp mấy? Lớp 4 cấp 1. Lớp 4 cấp 1 đứa này? Lớp 6 cấp 2. Còn thằng kia là cấp mấy? Lớp 7 sau ấy. Này cảnh sát. Đấy, cháu ấy. Thế này nguyên trông cháu mệt rồi. Đây, một đứa này đang chữa đó, chuẩn bị đẻ. Đứa này nữa. Hai đứa cũng chuẩn bị đẻ rồi. Lại tha hồ mà trông nhá. Không làm sao không lấy được vợ nữa. Không bao giờ. Không bao giờ, giữa mùa hè năm trăn à. Mấy anh em thợ làm cả trưa à? Thằng kia chủ nhà làm hộ à? Biết sao không? Mày dạy đi, dạy cho bọn nó làm đi. Dạy xong bảo rồi không bắt gà nữa nhá. Biết rồi, biết gia đình là ấy rồi, không phải bắt gà nữa. Đồng chí chủ tịch xã tí nữa lên bây giờ đây. Đồng chí không biết là từ xã lên đây 20 cây số, đồng chí mang cả thức ăn lên đây đấy. Xoa siếc vào đẹp cho nhà mình. Đồng chí đoàn thanh niên với cả đồng chí nữa, mà anh em đang nấu cơm ở dưới này. Xong cái bữa cơm thì Thắng này có tiếp tục cái công việc nữa của cá nhân Thắng và anh Hải kênh Sapa TV. Đấy. Thì, như nào đó thì Thắng sẽ nói vào ở video sau. Và qua đây Thắng gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị, các nhà hảo tâm đã giúp nhà anh Nô có một ngôi nhà và cuộc sống ổn định. Hạ sơn được xuống đây rất là tuyệt vời. Và rất mong được còn rất nhiều những cái hộ nghèo, những hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn Hà Giang sẽ được giúp trong cái thời gian tới. Mà khi Thắng chia sẻ được các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, Thắng cảm ơn rất nhiều. Một lời cảm ơn từ đáy lòng
đến tất cả mọi người. Thắng kết thúc video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.